Quách Thành Danh nói lý do làm đám cưới với vợ sau 12 năm chung sống. Trao đổi với chúng tôi, Quách Thành Danh cho biết anh và vợ sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 12 năm 2023, sau 12 năm gắn bó. Quách Thành Danh đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới tại chính cơ ngơi của mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Quách Thành Danh cho biết lễ cưới của anh sẽ được tổ chức tại nhà riêng ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, với khách mời là những người thân thiết của hai vợ chồng. Không gian tiệc cưới rộng khoảng 1.200m², có khoảng 200 khách tham dự. Vợ chồng nam ca sĩ đang tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng cho ngày trọng đại. Quách Thành Danh đến thời điểm hiện tại, anh vẫn áy náy vì nợ người bạn đời một lễ cưới. Trước đó, cả hai chỉ ra mắt gia đình rồi về chung sống. Họ cũng nhiều lần có ý định tổ chức một buổi lễ với sự góp mặt của bạn bè song vì vợ của nam ca sĩ mang bầu, sau đó còn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nên mọi kế hoạch phải hoãn lại. Đời người phụ nữ ai cũng muốn được mặc váy cưới để có những bức ảnh lưu niệm với mọi người. Tôi thấy đây là thời điểm thích hợp để làm. Chúng tôi thoải mái về thời gian lẫn không gian nên quyết định thực hiện. Trong giai đoạn này, mọi khâu của đám cưới đã chuẩn bị xong xuôi. Tôi vừa bận rộn công việc đi diễn nhưng cũng muốn lo cho đám cưới chu toàn, anh chia sẻ. Quách Thành Danh cho biết sự thấu hiểu, nhưng nhịn là bí quyết giúp anh giữ lửa hôn nhân. Nói về cuộc sống hôn nhân, Quách Thành Danh cho biết sự thấu hiểu, nhưng nhịn là điều cần thiết để giữ tổ ấm. Nam ca sĩ chia sẻ vợ cách mình khoảng 10 tuổi, chịu khó lắng nghe nhưng đôi lúc hơi nóng tính. Vì vậy mỗi lần bất đồng quan điểm, Quách Thành Danh chọn cách nhường nhịn, đợi khi người bạn đời bình tĩnh mới trò chuyện để cả hai thấu hiểu hơn. Lúc đầu chúng tôi khó hòa nhập nhưng trong đời sống hôn nhân. Tôi vừa là chồng, vừa là người thầy, anh nói. Là một giọng ca nổi tiếng, sở hữu nhiều fan nữ song Quách Thành Danh luôn biết cách tạo sự tin tưởng cho người bạn đời. Chủ nhân hit tôi là tôi thừa nhận thời gian đầu vợ chưa thấu hiểu nên thường hay ghen tuông. Song trải qua 12 năm chung sống, cô biết được tính cách chồng nên tin tưởng hơn. Từ đó, hai vợ chồng không nghi ngờ gì nhau. Chứ nếu vợ cứ ghen tuông thì cũng khó để tôi làm nghề, anh nói. Quách Thành Danh nói các con là sự kết nối của vợ chồng trong đời sống hôn nhân. Đứng trước những mâu thuẫn, anh nghĩ đến con và tìm cách hàn gắn để các bé có gia đình trọn vẹn. Bản thân giọng ca 7 ít thấy mình thay đổi lớn sau khi kết hôn. Ngày xưa chưa lập gia đình, tôi hay tụ tập bạn bè. Bây giờ tôi thay đổi 180 độ. Bạn bè ban đầu cũng trách móc những giờ mọi người hiểu và thông cảm. Ai cũng có cuộc sống riêng. Bây giờ con cái tôi đông quá, lại thêm công việc nghệ thuật nên không có quá nhiều thời gian dành cho bạn bè. Tôi cũng đang vì cuộc sống, vì gia đình, anh nói. Giọng ca tôi là tôi thừa nhận việc lập gia đình ảnh hưởng đến hoạt động nghệ thuật song anh cố gắng chu toàn ở hai vai trò. Ngoài đi hát, Quách Thành Danh dành thời gian để chăm sóc các con. Tôi phải tận dụng tối đa thời gian. Diễn xong sớm thì tôi đi rước con hoặc chở con đi diễn chung để chơi với các bé, nam ca sĩ bộc bạch. Hồi đầu năm 2019, Quách Thành Danh quyết định sang Mỹ định cư vì muốn tốt cho tương lai của các con. Song ở hiện tại, anh đưa gia đình trở về Việt Nam sinh sống. Chia sẻ về lý do, giọng ca 7X cho biết, lúc quyết định ở nước ngoài, tôi vẫn còn kiếm tiền được ở Việt Nam. Tuy nhiên, tôi chấp nhận gác lại để cho con có môi trường giáo dục tốt. Nhưng khi ở xứ người, gia đình cứ lục đục hoài vì vợ tôi muốn về lại Việt Nam. Đích đến của tôi là muốn con phát triển tốt hơn, mà nếu vợ chồng mỗi người một nơi thì cũng không hay. Sau khi cân nhắc, tôi quyết định chu toàn gia đình, để mọi thứ ổn thỏa nên về lại Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.